Nam mô tất sa phật quả tu rahato sama samputhasa. Nam mô tất sa phật quả tu rahato sama samputhasa. Nam mô tất sa phật quả tu rahato sama samputhasa. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, kính lễ giáo pháp do Thế Tôn khéo thuyết, kính lễ tăng chúng đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ, kính thưa toàn thể các cư sĩ Phật tử và thân quyến của cư sĩ Thiện Phước Lâm Kim Đắc. Hôm nay là ngày tuần thất 49 ngày của thầy Lâm Kim Đắc, pháp danh là Thiện Phước. Gia đình quyến thuộc của cô Điềm, cô giáo Điềm, tức là cô Diệu Hạnh ở Canada, có nhà ý mời chúng tôi thuyết cho một thời pháp sáng hôm nay, nhân cái ngày lễ giỗ, ngày lễ tuần thất của thầy, để cho quyến thuộc nghe. Giờ này chúng ta sẽ nghe pháp, rồi sau đó chúng ta sẽ làm lễ trai tăng cúng dường ở tại trai đường. Kính thưa quý vị, nếu một người hiểu được Phật pháp, chúng ta sẽ nhận thức được cuộc đời là vô thường. Cuộc đời này luôn luôn có cái sự thay đổi sanh diệt. Chúng ta không thể muốn cái gì nó trường tồn, nó vĩnh hằng bất biến, không thể muốn là được. Nhớ khi xưa, vào những năm sau 75, cái thời mà hoàn cảnh rất là khó khăn về mặt kinh tế, cuộc sống của người cư sĩ cũng như là về sinh hoạt tôn giáo cũng không phải dễ dàng. Thế nhưng với những người đi tìm đạo như là thầy giáo Đắc và cô giáo Điền, thầy Thiện Phước, cô Diệu Hạnh, hai người, hai ông bà đã đi tìm đến cái ngôi chùa này. Và lúc đó chúng tôi chỉ mới là một vị sa di trẻ thôi, nhưng mà chúng tôi đã hướng dẫn về Phật pháp, dạy giáo lý. Thì cô giáo cũng thường đi đến tham dự các cái cuộc lễ, các cái lớp học. Còn thầy giáo thì đi vào chùa lập cái ban tu thư chùa Siêu Lý, rồi sau đó làm trưởng ban cư sĩ hộ pháp ở chùa Siêu Lý, chùa này. Mặc dù cuộc sống vật chất khó khăn nhưng mà về tinh thần thì các vị đó rất là giàu, luôn luôn gắn bó ngọt bùi cay đắng đều chia sẻ với chư tăng. Và cái định luật vô thường, cái cuộc sống luôn luôn có cái sự dời đổi, cho nên thời gian thì gia đình của thầy cô đi định cư ở Canada, ở trong gia đình thì cũng có một người con của thầy là Lâm Kim Đắc, bên đi xuất gia, là học trò
của chúng tôi. Rồi sau đó cũng tiếp tục đi theo gia đình đoàn tụ bên kia. Vẫn một thời gian dài, cho đến hôm nay thì thầy đã ra đi tùy theo cái duyên nghiệp. Nhưng mà trong cái tuổi 85 thì như vậy cũng đã là quá thọ. Là một người cư sĩ có công với Phật Pháp và có cái đức tin tu hành, chúng tôi nhớ rất rõ là cái tâm nguyện của thầy là cái nguyện vọng để chứng chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Một cái hạnh nguyện lớn nhất ở trong các hạnh nguyện Bồ Tát. Thì đó cũng là một điều và chư tăng rất là hoan hỷ mỗi khi nhắc đến những người cư sĩ cố cựu đó. Bây giờ thì những người cư sĩ ngày xưa vào những năm 78-79 thì không còn lại là bao nhiêu, chỉ còn vài người thôi. Khi mà chúng tôi nhìn quán đi quán lại từ xưa đến bây giờ, vật đổi sao dời, mới thấy được cái lý vô thường. Thì ngày hôm nay đó, nhân cái dịp tuần thất 49 ngày của thầy, hôm qua chúng tôi đi dạy trên học viện thành phố, được lời mời của đại đức, của thượng tọa trụ trì chùa Xí Lý quận 6, chúng tôi có ghé đó để tham dự cái cuộc lễ tuần thất của thầy ngày 49. Và hôm nay thì chúng tôi về đây, chúng tôi cũng được mời qua đây để tham dự cái cuộc lễ trai tăng này. Người Phật tử chúng ta mỗi lần chúng ta đi đến để chúc thọ cho một người già, chúng ta cần phải biết rằng đó là một thiên sứ báo tin cho chúng ta về cái cuộc sống có thân đây phải bị sự già, không thoát khỏi sự già. Khi mà chúng ta đi đến thăm một người bệnh, chúng ta cần phải quan sát để thấy là một thiên sứ đi qua đô tá báo tin cho biết có thân đây phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh bản thân mình. Rồi khi mà chúng ta đi đến dự một cái đám tang của người đã chết thì chúng ta phải quán xét thấy đó là một thiên sứ để báo tin cho chúng ta biết là chúng ta phải có sự chết, không thoát khỏi sự chết. Ngay cả việc mà chúng ta đi đến để mừng cái lễ đầy tháng thôi nôi hay sinh nhật của những đứa bé mới chào đời, chúng ta cũng phải nhận xét thấy đó là một thiên sứ đi qua đô tá để báo tin cho biết cái sự khổ sẽ đến ở trong cuộc đời này. Như vậy thì ở đây đó, các Phật tử chúng ta, luôn cả các bậc xuất gia chúng ta cũng vậy, luôn luôn là chúng ta nên biết rằng là có thân đây, tức là chúng ta sanh ra ở đời đó, chúng ta phải bị sự già, sự bệnh và sự chết. Chúng ta không thể thoát khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết đó. Và cái cảnh già, bệnh, chết đó nó sẽ mãi mãi lặp đi lặp lại trong suốt sanh tử luân hồi của chúng ta. Cho nên một người trí có ý thức, có trí tuệ thì chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, sống ở đây, gặp thân bằng quý thuộc, cha mẹ, vợ chồng, con cái hay là bà con bên nội bên ngoại, chúng ta gặp nhau ở trong cái cuộc sống này chỉ là cái quán trọ cuộc đời. Sư gọi đây là cái quán trọ cuộc đời. Và Đức Phật này cũng dạy như vậy.
Trong cái quán trọ cuộc đời này, chúng ta đi đến một mình, và chúng ta ra đi, chúng ta cũng ra đi một mình thôi. Chúng ta không thể nào mà chúng ta vui cười hỷ hạ ở trong một cái gia đình, một cái thân tộc, mà chúng ta quên rằng là tất cả đều phải hoại vong, tất cả đều phải biến đổi, tất cả đều phải suy sụp. Thì chúng ta sống, chúng ta phải có cái cuộc sống có ý nghĩa. Ý nghĩa như thế nào? Tức là chúng ta phải sống hiền thiện, thân từ bỏ việc ác, chỉ làm việc lành. Miệng từ bỏ lời nói ác, chỉ nói lời nói lành. Ý từ bỏ tư tưởng ác, chỉ suy nghĩ cái tư tưởng tốt đẹp mà thôi. Thì khi mà một người biết làm như vậy đó, thì người này sẽ có hành trang để mang theo trong ngày vị lai. Ngày hôm nay chúng ta đến, chúng ta dự cái cuộc lễ chung thất của người trong quý thuộc, tức là quý vị đến để cúng chung thất hay cho thầy Lâm Kiều Đắc. Người chết thì cũng đã chết rồi. Chúng ta đi đến, nếu mà chúng ta chỉ tham dự để cho có tham dự thôi, rồi sau đó chúng ta trở về, chúng ta cũng sống ở trong cái trạng thái mù mờ, hay là chúng ta không còn cần suy nghĩ gì cả. Chúng ta, quý vị tưởng rằng là quý vị sống ở đời mãi hay sao? Chúng ta không thể nào sống ở đời mãi. Hôm nay chúng ta tiễn người thân đi, mai mốt những người thân khác tiễn chúng ta đi. Trong cái cuộc đời này luôn luôn là như vậy. Chỉ có người trí mới cảm thấy sợ hãi hốt hoảng, và họ mới có cái sự kinh sợ để họ khẩn trương làm các cái việc này. Ở trong kinh Ý Kiến Của Tất Cả Như Thị Thuyết, Đức Phật Ngài có dạy hai điều. Thứ nhất là hãy luôn luôn quán xét về những cái pháp động tâm. Cái pháp động tâm đó là gì? Tức là chúng ta nhìn thấy cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết. Chúng ta thấy cái khổ luân hồi ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chúng ta thấy rằng thế gian này là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Chúng ta thấy rằng đời là vô hộ vô chủ, không ai bảo vệ cho ai được hết, che chở cho ai được hết. Chúng ta biết, nên biết rằng đời là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả. Chúng ta không mang được theo được cái thứ gì qua thế giới bên kia hết, tài sản, sự nghiệp, danh vực, danh vọng. Và chúng ta phải biết rằng cuộc đời là thiếu thốn, không biết đủ, là nô lệ cho tham ái. Chúng ta phải suy nghĩ gì? Thì 11 cái pháp động tâm đó gọi là sang quê cho đi giác, tha năng, tha năng đi, là chúng ta phải luôn luôn quán xét như vậy. Rồi khi quán xét được cái pháp đó rồi, cái tâm khởi lên cái sự lo âu, sợ hãi, nhàm chán cuộc đời, thì chúng ta phải làm cái gì? Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy rằng khi đã quán xét thấy được những cái cảnh động tâm như thế, thì nên khẩn trương, tinh tấn, nỗ lực tự mình sống với cái pháp hiền thiện. Cái pháp hiền thiện ở đây nó có ba điều. Một là sapapa passa akaraṇa,
là không làm các điều ác. Kusalasu Upasampada là hãy thực hiện tu tập các việc lành, các hành lành. Và thứ ba là Satchitta Pariyodhapanang, tức là tự thanh lọc nội tâm được trong sạch. Nếu mà chúng ta làm được theo lời của Đức Phật dạy như thế đó, thì cho dù chúng ta có chết, chúng ta cũng được an nhiên tự tại ra đi. Bởi vì cái chết nó đến với quý vị, mạng sống này có sự chết là chắc chắn, không ai thoát khỏi. Và cái chết nó đến bất kỳ lúc nào chúng ta không biết được. Như vậy thì hiện tại hễ có cái thời gian, chúng ta hãy tranh thủ để chúng ta an trú trong cái niệm thiện pháp, thì như vậy chúng ta mới được an nhiên tự tại. Ở nhân loại của chúng ta, chúng ta bây giờ chúng ta sống, chúng ta có năm điều bất định mà chúng ta không biết trước được. Một là cái sự bệnh hoạn nó xảy ra, cái sự bệnh tật xảy ra chúng ta không biết trước được. Có người đang khỏe mạnh như vậy thưa quý vị, buổi sáng đang khỏe mạnh như vậy ra quán cà phê ngồi uống cà phê là gục xuống là chết. Ở trong một clip ở YouTube, có cái cô nọ, có cái cô đó cũng đi vào ở trong cái tiệm gội đầu, cũng gội đầu để cho người ta làm đẹp ấy mà, làm sạch làm đẹp. Vừa xong gội đầu vừa xong cũng ngồi đó bắt đầu chuẩn bị để mà thanh toán tiền, thì cũng gục xuống trên bàn đó, rồi cũng ngã nghe ra cổ chết. Đồ cổ lắm thưa quý vị. Cho nên cái sự bệnh tật là bất định. Cái thứ hai nữa là cái thời giờ chết cũng là bất định. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta sống trăm tuổi mới chết. Không ai biết trước được là mình chết ở trong cái lứa tuổi nào, ở trong cái chặng tuổi nào. Có người thì chết trẻ, có người chết trung niên, có người chết già, chết lão niên. Đồng tuổi với nhau đó, nhưng mà có người chết sớm, có người chết trễ. Cái đó là tùy theo cái duyên nghiệp thôi, không biết trước được. Cái điều thứ ba mà chúng ta không biết trước được đó là cái nơi chúng ta chết. Đức Phật ngài dạy rằng có những chúng sanh sanh ở trên bờ nhưng mà chết ở dưới nước, té xong mà chết. Có những chúng sanh sanh ở dưới nước mà chết trên bờ, như là cái loài cá, loài thủy tộc bị người ta vớt lên, người ta lưới lên, người ta bắt lên, chết ở trên bờ. Còn như loài người chúng ta sanh dưới đất và chết ở trên hư không, chúng ta đi máy bay nó nổ chết, nó nổ trên hư không rồi chết ở trên đó. Cho nên cái nơi chết chúng ta không biết trước được, rồi cách chết chúng ta không biết trước được. Đức Phật ngài dạy rằng cái sự chết đến với chúng sanh rất dễ, có nhiều nguyên nhân lắm. Một ngọn gió độc có thể làm cho ta chết được. Một bí vật thực độc chúng ta ăn vào có thể ngộp được vô độc mà chết. Chúng ta có thể té ngã mà chết. Mình té ngã mà đập đầu chấn thương sọ não phải chết như sao? Chúng ta có thể bị người khác giết hại mà chết. Vân vân. Chết có nhiều cách. Rồi lại nữa,
Cái điều thứ năm là cảnh giới tái sanh. Đối với nhân loại chúng ta là bất định, chúng ta không biết được. Bây giờ mình đang làm người như thế này, chưa chắc gì chúng ta chết mà sanh trở lại cõi người. Hay là chúng ta đang làm người, sau khi thoát kiếp nhân loại chúng ta sanh về, chết sanh về cõi chư thiên hiếm lắm thôi. Đức Phật Ngài dạy trong kinh này, các tỳ kheo, ít thai là những con người từ cõi nhân loại mệnh chung sanh trở lại cõi nhân loại, nhiều thai là những chúng sanh từ cõi nhân loại chết sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Ít thai là những chúng sanh từ cõi nhân loại chết sanh về cõi trời, nhiều thai là từ cõi nhân loại sanh xuống địa ngục. Cũng vậy, ít thai là những vị chư thiên từ ở cõi trời mệnh chung sanh trở lại cõi trời, ít thai là những chư thiên từ cõi trời mệnh chung mà sanh xuống cõi người, ít lắm. Mà nhiều thai là những vị chư thiên sau khi mệnh chung ở cõi trời đó sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy đó, nếu mà xét đi xét lại, một người có trí tuệ khôn ngoan, sư không có bắt buộc quý vị là phải tín ngưỡng Đức Phật, trừ ra là những vị xuất gia hay là những người cư sĩ đã quy y Tam Bảo thì đã tín ngưỡng Đức Phật. Còn bây giờ những bà con Phật tử chúng ta, những người chưa có biết Phật Pháp, không tin Phật Pháp, nhưng mà quý vị phải tin một điều là có thân đây ta sẽ phải bị già, không thoát khỏi sự già. Quý vị phải tin rằng có thân đây phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Quý vị phải tin rằng có thân đây phải bị chết, không thoát khỏi sự chết. Quý vị phải tin rằng cuộc đời này là quán trọ, trước sau gì ta cũng phải sanh ly tử biệt với người thân người thương. Không thể nào mà chúng người thân đó sống chung với mình hoài, mà cũng không phải mình sống theo người thân đó hoài. Cuộc đời nó phải tan rã thôi tôi. Cho dù một người không tin Phật Pháp, họ cũng phải chết. Một người không tin nghiệp báo, họ cũng phải bị bệnh. Một người hoàn toàn là phủ nhận nhân quả, nghiệp báo, người đó sau khi mệnh chung họ vẫn phải tái sanh xuống cảnh giới của khổ đau, ở địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, đau to la. Cho nên ở đây sư muốn nói với các bà con ở đây là bây giờ quý vị khoan nghĩ đến cái vấn đề là Đức Phật là ai. Tôi đâu phải là Phật tử mà cần gì phải nghe Pháp, cần gì phải học Pháp. Quý vị đừng đặt vấn đề đó. Những vấn đề mà sư nói ở đây thì quý vị tự biết rằng là đó là một cái quy luật ở trong cuộc đời, cái số phận chung cho cả tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta cứ sống như vậy. Nếu như chúng ta không tin gì cả, chúng ta không nghĩ đến cái sự già, sự bệnh, sự chết, chúng ta không nghĩ đến giữ cái tâm hiền thiện, cái tâm lành, thì sau khi mệnh chung chúng ta ráng mà chịu. Thật sự ra có những cái chết chúng ta rất là yên tâm. Thí dụ như thầy giáo đắc, hoặc là những người Phật tử đã từng biết Phật Pháp, đã từng đi làm phước, khi họ có mệnh chung đi nữa, họ có chết, thỉnh chư tăng đến, chư tăng tụng kinh cho họ, tụng kinh để quán tưởng thôi chứ không phải cầu gì. Bởi vì chúng sanh đó đã từng làm việc lành, giống như là dầu mà chúng đem đổ xuống nước thì nó bao giờ dầu nó cũng nổi lên trên mặt nước, khỏi cần phải tụng. Nhưng mà một người mà làm ác đó,
họ giống như là cái tảng đá ném xuống hồ thì đá nó chìm xuống. Cho dù thân nhân quyến thuộc có mời thỉnh tăng ni đến nhà để tụng kinh cầu siêu trong cái đám ma, bảo đảm quý vị là những cái người chết đó họ cũng phải chìm xuống địa ngục chứ không thể nào nổi lên trên nước được. Nếu mà những người kia họ không có tu tập mà chỉ cần có thân nhân gửi gắm chư tăng tụng kinh để mà cầu siêu, để mà siêu độ được đó, thì như vậy ai tu chi cực khổ, tu hành chi cực khổ. Cứ nhờ người nào đó họ thỉnh tăng về để tụng kinh lúc mình chết là siêu độ, không đâu thứ gì, cái đó không được đâu. Cho nên chi chúng ta phải cố gắng. Một lần nữa Đức Phật này dạy rằng đêm dài với kẻ thức, đường dài với kẻ mệt, luân hồi dài với kẻ ngu không hiểu được chánh pháp. Khi một người mà thao thức trằn trọc không ngủ được, với họ họ cảm thấy đêm quá dài. Nhưng mà đêm dài đó thì cũng chỉ là 5 canh hay là 8 tiếng, 6 tiếng đồng hồ thôi. Nó cũng không khác hơn cái thời gian của một người mà họ ngủ ngon, nó cũng vậy. Nhưng mà tại vì tâm của họ, họ bị thao thức cho nên họ cảm thấy đêm dài. Cái chuyện đó là gì? Đường dài cho kẻ mệt. Một chặng đường chỉ có 5-3 cây số, hàng ngày người đó họ đi tới đi lui họ cảm thấy là bình thường, nhưng hôm nay họ bị mệt quá hoặc họ muốn cản cho nên họ lộ bộ họ đi, họ cảm thấy con đường hôm nay sao dài quá. Thì con đường dài hay là ngắn là do cái tâm trạng của người mệt hay khỏe, chứ con đường 5 cây số vẫn là 5 cây số, 5.000 mét. Nó không phải dài hay ngắn theo người mà do tâm người. Nhưng mà có một điều là luân hồi dài cho kẻ thiểu trí. Sangsaro Diko Palanang Sangsaro Sathamang Avachanatang. Người mà không hiểu được chánh pháp thì cái sự luân hồi kéo dài nhiều giờ. Ở đây chánh pháp chúng ta phải hiểu là những cái quy luật mà Đức Phật Ngài đã nói, cái quy luật về cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, sự tái sanh. Cái quy luật đó là quy luật muôn đời, đó là Sathamang, là cái chân lý. Chúng ta hiểu được cái chân lý đó thì chúng ta mới có thể tu tập được cho nó tốt, cho nó hiền thiện. Cho nên khi mà người cư sĩ chúng ta đó, chúng ta không có điều kiện để tu tập ráo riết như là các vị tu sĩ, nhưng mà ít ra thì người cư sĩ chúng ta cũng phải biết làm những cái thiện pháp. Thì bây giờ tôi muốn nhắc đến những cái thiện pháp đơn giản để cho quý vị nhớ, quý vị thử xem có thể làm được hay không. Chứ đừng để cái cuộc sống của chúng ta làm ác thì nhiều mà làm thiện thì quá ít. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói đâm thọc, nói độc ác, nói lời vô ích nhảm nhí. Cái chuyện đó chúng ta khỏi ai dạy chúng ta cũng biết làm nữa. Khỏi ai dạy chúng ta cũng biết làm nữa. Nhưng mà những cái điều thiện như là bố thí xả tài, tức là cái tâm rộng rãi, phóng khoáng, biết chia sẻ cái tài sản của mình, cái vật sở hữu mình cho người khác, lá lành đùm lá rách vân vân. Hay là chúng ta năng cúng dường đến các vị xuất gia tu hành, rồi giữ giới, chúng ta từ bỏ cái điều ác, thân thì từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ giờ tà dâm, khẩu chúng ta từ bỏ nói dối, từ bỏ nó đâm thọc, từ bỏ nó độc ác, từ bỏ nó lừa vết, ý từ bỏ tham ác, sân ác, tà kiến ác,
Đó là làm cách là chúng ta giữ giới. Rồi chúng ta tu tiến, tức là chúng ta rèn luyện cái tâm này. Một người cao lớn mập to, nhưng mà cái tâm của họ chỉ là dẫy đầy tham sân si, thì Đức Phật nói là con người đó là con người nhỏ xíu, ti tiện, nó không có trưởng thành. Lớn cái thể xác nhưng mà nó không có trưởng thành cái trí tuệ, như là một con bò, nó chỉ lớn cái cơ bắp nhưng mà cái não của nó không có, nó không có trí tuệ. Thì chúng ta phải làm sao ngược lại? Cái thân xác này như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta phải biết rèn luyện cái tâm của mình cho tốt đẹp. Bây giờ hai người gặp cái cảnh bất tội nguyện, như ai đó mà mắng chửi, một người thì nhìn thấy chịu đựng im lặng, mặt thản nhiên, không có đếm gì đến đó, thì như vậy cái người này được gọi là ông người nhưng mà gặp ai đó mắng chửi đánh đập họ, làm khổ họ, lúc bây giờ là họ ở sân si, họ đỏ mặt tía tai, họ run thịt, một yếu đuối. Vì mà bất bình, gặp cảnh ngang trái khổ đau mà chỉ biết im lặng bình thản, chúng ta đừng cho rằng người đó là tâm yếu này. Chỉ có người cái nội lực mạnh đó là họ mới có thể giữ được cái trạng thái tâm như thế. Còn cái người cái tâm yếu đó, thì khi mà gặp cái hoàn cảnh gì là họ hay bực bội khó chịu đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta sống phải biết rèn luyện tâm. Rồi thứ tư nữa là chúng ta phải, chúng ta làm thiện chúng ta phải có pháp cung kính. Bây giờ quý vị không cần phải nói cái chuyện mà chúng ta đi chùa chúng ta kính Phật trọng tăng, ngay cả chuyện ở nhà đây nè, người nào mà biết kính lễ cha mẹ, biết tôn trọng anh chị em, anh chị là những người lớn tuổi hơn mình, những người già cả láng giềng ở lối xóm, đáng cô đáng bác, đáng ông bà, thì luôn luôn mình có cái lời nói lịch sự, cung kính, tôn trọng, thì đó cũng là một thiện pháp. Cái đó cũng là một thiện pháp. Rồi phục vụ, quay vô quay trái, là chúng ta sống ở làng xóm, người ta nói là tối lửa tắt đèn. Khi mình hữu sự thì làng xóm họ đến họ giúp đỡ mình, thì ngược lại khi người ta hữu sự thì mình cũng đến mình giúp đỡ lại. Chứ ở đời này sư thấy nó có nhiều trường hợp xảy ra lắm thưa quý vị. Hễ mà đi đến làm giúp đỡ cho người đó, giúp cho người đó làm cái việc gì cho người đó đó, lợp cái căn nhà cũng phải có tiền, phải có tiền công. Bây giờ nó khác hồi xưa. Hồi xưa từ làng nghe sớm để quý vị biết là ở trong xóm nhà nào mà hôm nay mà sửa soạn dựng nhà, lợp nhà đó, là thanh niên trai tráng ở trong làng là họ xúp nhau lại để làm giùm, làm giùm bà con lối xóm mà ăn tiền cái gì. Ta làm giùm thôi, người ta phục vụ mà, ta lợi hành. Còn bây giờ mình làm là
Đi làm cái gì mà có tiền thì mới đi làm, chứ không có làm công không à. Thậm chí bây giờ người ta đi chùa, người ta làm việc trong chùa cũng phải có tiền mướn mới được, chứ không có là không được. Cái đó cũng là cái chúng ta yếu kém về thiện pháp phục vụ. Còn cái vấn đề mà thuyết pháp, thính pháp, hội ứng phước thiện, phước cải chánh tri kiến thì cái đó thôi. Những cái thiện pháp này để khi nào mà chúng ta đã trở thành một người Phật tử thuần thành rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm hiểu để chúng ta làm cái thiện pháp đó. Nhưng mà bây giờ quý vị chỉ cần làm 5 cái thiện pháp đầu thôi. Gặp người khốn khó, nghèo khổ, mình ra tay giúp đỡ, gọi là bố thí. Trong cuộc sống chúng ta phải có một cái nguyên tắc hiền thiện. Cái điều gì mà bất nhân sắc đức chúng ta đừng làm, chỉ làm những gì mà tu nhân tích đức mà thôi. Thứ ba nữa là chúng ta phải biết dạy tâm mình, huấn luyện mình, chứ đừng nghĩ rằng mình dạy người khác nhưng mà đến bản thân dạy không được. Có những thầy cô giáo đi dạy học trò, dạy được, dạy lễ nghĩa, dạy văn chương được, nhưng mà khi mà những thầy cô giáo đó về tới nhà ở xóm làng thì mắng chửi lộn với hàng xóm, cái đó có sao được. Rồi chúng ta phải biết rèn luyện tâm, phải biết dạy tâm mình. Và thứ tư là phải biết cái sự cung kính ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi hơn mình. Rồi chúng ta phải biết phục vụ, là phải biết lợi hành, tức là làm lễ cho người khác. Khi mà mình có sức khỏe mình nên đỡ đần người khác, thì như vậy chúng ta làm thiện cái đó mới tốt. Từ cái thiện nhỏ đó mà chúng ta làm được thì đến chuyện thiện lớn chúng ta mới làm được. Đức Phật ngài dạy rằng chớ khinh thường cái điều thiện nhỏ cho rằng không kết quả. Từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng tràn bình, cũng bị người trí được thấm nhuần phước báo, cũng do nhờ làm phước từng chút nó mới được. Như cho nên xin hy vọng rằng là các bà con Phật tử chúng ta, hay là bà con thân quyến, ngày hôm nay mà quý vị đi đến làm lễ chung thất cho thầy Lâm Kim Đắc có mặt ở đây, sau khi nghe pháp xong quý vị trở về, quý vị sẽ chỉnh đốn lại cái tư tưởng, cái cách sống của mình. Và chúng ta nên biết ở đời có đức không sức mà ăn, thì chúng ta phải chỉnh đốn làm sao để chúng ta tạo được cái công đức trong đời sống. Chứ nếu mà chúng ta sống mà chúng ta sống thất đức thì chúng ta đừng có hy vọng là chúng ta đi núi, đi đình, đi miếu để chúng ta khấn vái cầu nguyện cho mình là ăn nên làm ra, không có đâu. Không có đâu thưa quý vị. Chúng ta phải biết chỉnh đốn từ cái tư tưởng, cái sở hành, lời nói của chúng ta cho nó tốt đẹp, thì như vậy nó mới đưa đến một cái trạng thái một con người giống như là một con người đó, cái nội tâm cũng giống như cái mảnh đất mù mở. Mưa xuống cái mảnh đất đó nó có thể hấp thụ được nước nhiều, và trong cái mảnh đất mù mở đó người ta đặt cây giống xuống, bất cứ cây gì nó cũng mọc lên xanh tốt, tươi tốt. Cũng vậy, đừng để cho nội tâm của chúng ta nó khô cằn như mảnh đất sỏi đá. Cái mảnh đất sỏi đá quý vị thấy đi ra ngoài miền ngoài đó, có những nơi không có trồng trĩa, không có trồng trọt được gì hết. Cái đó là cái mảnh đất quá xấu. Mưa xuống thì nó chỉ biết là nó tràn xuống đồng bằng để mà nó tạo thành cơn lũ quét thôi, chứ nó không có rút, không có giữ lại trên mặt đất.
và đất đó nó xấu đến mức độ mà người ta cuốc, người ta đào lên, bới lên cũng không được, mà trồng cây gì nó cũng không sống, nó chỉ đều đẹp thôi. Cũng vậy, chúng ta phải làm sao cái mảnh đất nội tâm của chúng ta nó phải màu mỡ, tức là chúng ta phải có cái nội tâm phải thiện pháp, cái nội tâm phải là thiện pháp thì như vậy cái nội tâm mới màu mỡ được. Thì hôm nay thể theo lời thỉnh cầu của gia đình Phật tử thí chủ thỉnh sư thuyết pháp cho bà con quyến thuộc nghe, cũng có Phật tử nghe và có các vị tăng ni cùng nghe pháp, để xin gửi đến quý vị một cái bài pháp với cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta hãy cố gắng cho tốt đẹp với cái phần phước của thời pháp thí hôm nay, xin hồi hướng đến hương linh của cư sĩ Thiện Phước, thế danh là Lâm Kim Đắc, thọ 85 tuổi. Mong rằng hương linh của thầy nếu mà có sanh về cảnh giới chư thiên, hãy tùy hỷ phước và hộ trì cho Phật pháp được tồn tại lâu dài, và luôn luôn kiếp sống nào cũng thầy cũng nhớ được cái tâm nguyện của mình với cái nguyện vọng chánh đẳng chánh giác để lo thực hành pháp ba la mật, ngõ hầu được giải thoát trong tương lai y như ý nguyện, và xin chi phước đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài được giảng vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.